Lê Văn Duyệt, vị hoàng quan góp công giúp Nguyễn Ánh lập nên nhà Nguyễn. Dù sinh ra đã mang khiếm khuyết, nhưng ý chí đã giúp Lê Văn Duyệt vượt lên số phận. Xuất thân hoạn quan, nhưng cuối cùng, ông đã trở thành một trong ngũ hổ tướng gia định, cùng với Nguyễn Văn Trương, Nguyễn Văn Nhân, Nguyễn Huỳnh Đức và Trương Tấn Bửu, giúp vua Gia Long Nguyễn Ánh lập nên triều Nguyễn. Tiếc thay về sau, vì con nuôi Lê Văn Khôi làm phản thất bại, bản thân Lê Văn Duyệt dù đã mất nhưng vẫn bị bôi nhọ thanh danh, mất một thời gian dài ông mới được minh oan. Không cam tâm làm hoạn quan. Lê Văn Duyệt, còn gọi là Tả Quân Duyệt, sinh năm 1763 hoặc 1764 tại Vàm Trà Lọt thuộc làng Hòa Khánh, huyện Kiến Phong, tỉnh Định Tương. Về sau gọi là xã Hòa Khánh thuộc huyện Cái Bè, tỉnh Mỹ Tho, nay là tỉnh Tiền Giang. Ông nội ông là Lê Văn Hiếu, từ Quảng Ngãi vào đây sinh sống. Tổ tiên ông có nguồn gốc xa xưa ở làng Tề Lỗ, huyện Yên Lạc, tỉnh Sơn Tây, về sau thuộc tỉnh Vĩnh Yên, nay là tỉnh Vĩnh Phúc. Sách Đại Nam Liệt Truyện chép về Lê Văn Duyệt như sau. Lê Văn Duyệt có tổ tiên là người Chương Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Cha là Toại, giờ đến tỉnh Định Tường, sinh được 4 con trai. Duyệt là con trưởng nhưng sinh ra đã không có bộ phận sinh dục. Trong dân gian, những người này được gọi là giám sinh để phân biệt với giám lặc, chỉ những người tự hoạn để được vào cung. Sách kể chuyện các thái giám trong lịch sử Việt Nam của tác giả Phạm Trường Khang thì chép rằng Duyệt trông khác hẳn những đứa trẻ khác. Tuy nhiên, ông vẫn là một đứa trẻ khỏe mạnh, hay ăn chống lớn. Lúc bấy giờ ở Định Tường, có một thầy tàu nổi tiếng xem tướng số. Khi gặp Lê Văn Duyệt, đã cười mà nói rằng người này tuy cơ thể bất bình thường, nhưng sau này vẫn có đủ vợ lẽ, nàng hầu, công danh hiển hách, cha mẹ được nhờ. Năm 1780, một lần chúa Nguyễn Phúc Ánh bị quân Tây Sơn đánh đuổi chạy đến Trà Lọt, có ngụ tại nhà ông Lê Văn Toại, cha của Lê Văn Duyệt. Chính sự chép, Thế Tổ tức Gia Long, xưng vương ở Gia Định. Duyệt năm ấy 17 tuổi, được tuyển dụng làm thái giám. Việc nội đình, Duyệt làm rất giỏi, được bổ làm thuộc nội cai đội. Tuy xuất thân hoạn quan, nhưng ông đã thể hiện được khí phách hùng trí của một bậc anh hùng dọc ngang trời đất. Diệt Tây Sơn, khôi phục nhà Nguyễn. Năm 1793, Lê Văn Duyệt được Nguyễn Ánh phong làm thuộc nội vệ úy, thường tham gia bàn việc binh, vì người mạnh mà đánh giỏi, có công tùng chinh. Năm 1801, Lê Văn Duyệt cùng Nguyễn Ánh và các tướng Nguyễn Văn Trương, Tống Phước Lương, Võ Duy Nguy đánh chiếm cửa biển Thị Nại. Khi lâm trận, tướng Võ Duy Nguy bị trúng đạn chết, ông Duyệt càng gắng sức đánh, đốt phá gần hết binh thuyền Tây Sơn. Trận ấy được khen là võ công đệ nhất của nhà Nguyễn và cũng là võ công lớn nhất của Lê Văn Duyệt. Cùng năm đó, Lê Văn Duyệt theo Nguyễn Ánh ra đánh Phú Xuân. Tháng sau, đại binh vào cửa Tư Hiền. Ông và Lê Chất phá được đồn quân Tây Sơn ở Quy Sơn, tức núi Linh Thái, bắt sống được phò mã Nguyễn Văn Trị và đô đốc Phan Văn Sách. Đến tháng 6, họ tiến vào nội thành Phú Xuân sau khi đánh tan đội thủy quân của nhà Tây Sơn, khiến vua Cảnh Thịnh phải tháo chạy ra Bắc. Sau đó, Nguyễn Ánh sai Lê Văn Duyệt đem quân bộ vào Quảng Nam, Tống Viết Phước đem quân thủy chia đường vào cứu thành Bình Định. Dọc đường, Lê Văn Duyệt đánh thắng nhiều trận. Xét công, ông được phong làm thần sách quân trưởng, Tả Dinh Đô thống chế quận công, Lê Chất làm tướng dưới quyền, cùng mang quân đi thu phục các nơi. Ngày 31 tháng 5 năm 1802, Nguyễn Ánh lên ngôi tại Phú Xuân, đặt niên hiệu là Gia Long. Lê Văn Duyệt được phong làm không sai chưởng tả quân dinh Bình Tây tướng quân, tước quận công, cùng với Lê Chất đem bộ binh ra Bắc truy diệt vua quan nhà Tây Sơn. Theo phối hợp còn có binh thuyền do tướng Nguyễn Văn Trương chỉ huy. Khi quân bộ sang Linh Giang, tức sông Danh ở Quảng Bình, hiệp với quân thủy đánh lấy Nghệ An, Thanh Hóa và Thăng Long, nhà Tây Sơn kể như đã tận diệt. Vị đại thần năng nổ. Năm 1812, vua cử Lê Văn Duyệt vào làm tổng trấn Gia Định Thành, Trương Tấn Bửu làm phó tổng trấn, Ngô Nhân Tịnh làm hiệp tổng trấn. Năm 1815, ông trở về kinh để bàn nghị về ngôi thái tử. Sang năm 1816, dân thiểu số ở Đá Vách, Quảng Ngãi nổi dậy, Gia Long lại sai Lê Văn Duyệt đem quân tới đàn áp. Năm 1819, ông lại nhận mệnh đi kinh lược các vùng Thanh Hóa, Nghệ An và Thanh Bình, nay là Ninh Bình, dân sớ về triều, nói việc khổ của dân, xin tha thuế cho dân, lại phải lựa quan trấn để an tập dân, được vua đồng ý.
Sau khi Thái tử Nguyễn Phúc Đảm lên ngôi, tức vua Minh Mạng, Lê Văn Duyệt nhận mệnh cai quản quân Nam Dinh Thần Sách. Theo Vũ Ban Tạp Lục và Viêm Giao Trân Cổ Ký, thuận theo lời tâu của Lê Văn Duyệt, vua đã cho xây Trường Lũy hay Tỉnh Mang Trường Lũy dài xấp xỉ 200 km, bắt đầu từ huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi đến huyện An Lão, Bình Định để phòng ngự các cuộc nổi dậy của người thiểu số ở đây. Năm 1820, Minh Mạng cử Lê Văn Duyệt vào Nam làm tổng trấn Gia Định Thành lần thứ hai. Năm 1822, theo lệnh vua, Lê Văn Duyệt điều động quân và dân tiếp tục đào kênh Vĩnh Tế đến năm 1824 thì xong. Từ sau lần về Huế Chầu năm 1823, ông ở luôn Gia Định cho đến cuối đời. Ngoài tài năng trong quân sự, Lê Văn Duyệt còn là nhà chính trị sắc sảo, có tư duy làm kinh tế tiến bộ. Thương nhân Crawford đã ghi lại trong nhật ký hành trình năm 1822. Ở đây chúng tôi mua được rất nhiều lúa gạo, ngà voi, sừng tê giác, các hàng tơ lụa, đuổi thật đẹp. Nhìn dân chúng hân hoan vui vẻ, chúng tôi biết dân no đủ. Nhiều người rất kính trọng vị tổng trấn của họ. Con người này ít học, nhưng lạ lùng thay, ông có cái nhìn cởi mở, thuộc lầu kinh sự của Khổng giáo, sống thanh liêm, muốn mở mang đất gia đình trù phú hơn mọi quốc gia khác ở trong vùng Biển Đông. Những thú vui đời thường. Lê Văn Duyệt có tài nhưng tính cách cũng rất dị. Tác giả Choi Byung-wook, người Hàn Quốc, viết trong cuốn Vùng đất Nam Bộ. Những thuộc hạ và binh lính thường không thể nói chuyện với ông. Ngay cả đồng liêu cũng thường không dám nói chuyện vì ông quá cứng rắn lạnh lùng. Tuy nhiên, cũng có tài liệu mô tả tính cách Lê Văn Duyệt ôn hòa hơn. Đến thăm Sài Gòn năm 1825, Michel Đức Chano viết: "Ông ta, tức Lê Văn Duyệt, là người rất tài năng cả trên chiến trường và trong lĩnh vực quản lý. Dân chúng sợ ông, nhưng yêu mến ông thực lòng vì ông là người công bằng." Việc quân quốc trọng sự bận bịu, nhưng khi rảnh rỗi, Tạ Quân cũng dành cho mình những thú vui riêng. Sách Việt Nam Danh Tướng Yếu Mục chép rằng: "Từ nhỏ Tạ Quân đã thích những trò liên quan đến cung tên. Còn trong ký ức lịch sử về Sài Gòn và các vùng phụ cận, Trương Vĩnh Ký cho hay, ông Duyệt đã cho lập một thao trường để cho người, hổ và voi vật lộn nhau. Ông còn ưa các cuộc chọi gà." Trong nghiên cứu vùng đất Nam Bộ, Choi Byung-wook đã tổng hợp và cho rằng ông Duyệt nuôi 100 con gà, 100 con chó. Mỗi khi ông ở nhà luôn có một con hổ và 50 con chó theo chân. Ngoài những thú tiêu khiển đậm chất chiến đấu, vị tổng trấn Gia Định Thành cũng có những thú vui đậm chất thanh tao, nhàn nhã. Chuyên khảo về tỉnh Gia Định của Hội Nghiên cứu Đông Dương cho biết, ở tư gia của tổng trấn thuộc Bình Hoa, tương ứng với khu vực Lăng Ông hiện nay, có một khu vườn rộng lớn đến tận rạch Cầu Bông và rạch Thiện Nghè. Đây là nơi ông thích đến để nghỉ ngơi. Vườn có những loại hoa rất hiếm với bầy gà, chọi bầy ngựa và các tài tử của ông. Quan tổng trấn cũng là người đích thân nuôi, bảo trợ các tài tử và dựng rạp hát riêng cho họ. Theo Trương Vĩnh Ký, sân khấu dành cho tuồng được ông Duyệt sai người dựng ở ngoài cổ thành, vị trí tương ứng với địa phận của hội trường Thống Nhất, dinh Thống Đốc xưa, và trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn ngay sát cạnh, xưa là trường Sosolu Luba. Mất rồi vẫn bị vạ lây. Năm 1832, trưởng Tả Quân lãnh Gia Định tổng trấn Lê Văn Duyệt mất, được triều đình truy tặng chức Tá Vận Công Thần, Đặc Tấn Tráng Võ Tướng Quân. Tả Quân đô thống phụ trưởng phủ sự, Thái Bảo Quận Công, Thụy là Oai Nghị. Được vua quý mến lập bao chiến công, vậy mà sau khi qua đời được 3 năm, Lê Văn Duyệt lại mắc vào một án oan khó rửa. Trước đây khi kinh lược đất Thanh Nghệ, ông có thu nạp một thổ mục tên là Nguyễn Hữu Khôi làm môn đệ, sau nhận làm con nuôi, đổi tên thành Lê Văn Khôi. Khi ông mất, Lê Văn Khôi lập mưu làm phản, triều đình dẹp 3 năm không được. Vua Minh Mạng họp quân thần, quy cho Lê Văn Duyệt tội chứa chấp phản tặc để giờ thành tai họa. Tuy nhiên, theo một số tài liệu, Minh Mạng vốn có thù hằn lâu ngày với Lê Văn Duyệt. Thứ nhất, ông Duyệt không ủng hộ việc Minh Mạng lên ngôi, mà ủng hộ con của Hoàng tử Cảnh. Thứ hai, Lê Văn Duyệt nhiều lần lạm quyền hoặc làm sai ý triều đình, đặc biệt là sau khi Gia Long qua đời. Thứ ba, Lê Văn Duyệt bản chất quan võ nóng nảy, khi tấu đối thường không vừa ý Minh Mạng. Thứ tư, ông tỏ ý ủng hộ các nhà truyền đạo Thiên Chúa châu Âu. Và cuối cùng, ông được hưởng quyền nhập triều bất bái, vào triều không phải lại từ thời Gia Long. Điều này đã làm vua khó chịu. Dù không ưa thích Lê Văn Duyệt, nhưng Minh Mạng chưa thể làm gì lúc ông còn sống.
vì công lao và uy quyền của ông quá lớn. Cho nên sau khi triều đình dẹp xong cuộc nổi dậy Lê Văn Khôi, nhân việc đô sát viện dân sớ kể tội, Minh Mạng liền cho đình thần nghị xử, tuyên bố Lê Văn Duyệt có 7 tội nên trảm, tức là chém, 2 tội nên giảo, tức là thắt cổ, 1 tội phải xung quân, tức là tự tiện bắt biền binh đóng thuyền. Án dâng lên, nhiều người xin tội cho Lê Văn Duyệt vì công trạng to lớn. Sau đó Minh Mạng ra dụ có đoạn rằng: tội Lê Văn Duyệt nhổ từng cái tóc mà kể cũng không hết, nói ra đau lòng, song nghĩ hắn chết đã lâu và đã truy đoạt quan tước, chẳng cần gia hình chi cho uổng công. Cuối cùng Minh Mạng cho sang bằng mộ Lê Văn Duyệt và khắc đá dựng bia mấy chữ: quyền im Lê Văn Duyệt phục pháp xứ, tức là chỗ này là nơi hoạn quan Lê Văn Duyệt chịu hình phạt. Ngoài ra, mộ cha mẹ ông ở Long Hưng, nay thuộc Châu Thành, Tiền Giang, cũng bị đục bỏ tước hiệu khắc trên bia. Năm 1841, Thiệu Trị lên ngôi, ban lệnh tha tội các thân thuộc của Lê Chất và Lê Văn Duyệt. Năm đầu Tự Đức 1848, Đông Các đại học sĩ Võ Xuân Cẩn dân sớ xin lục dụng con cháu của Nguyễn Văn Thành, Lê Văn Duyệt và Lê Chất. Lời tâu làm vua cảm động, bèn cho con cháu ông Thành làm chánh đội, cho cháu Văn Duyệt làm chư quân cai đội. Tự Đức năm thứ hai 1849, đình thần xin rửa tội cho Lê Văn Duyệt, cấp trả khu vực mộ của ông cho người cháu là Lê Văn Niên trông coi. Mộ cha mẹ Lê Văn Duyệt ở thôn Long Thịnh cũng được tu sửa. Tuy nhiên, mãi đến năm 1868, vua mới chính thức ban lệnh truy phục chức hàm cho Lê Văn Duyệt là trưởng tả quân đại tướng quân, đồng thời cho thờ trong miếu Trung Hưng Công Thần ở Huế. Lăng ông, nơi an nghỉ của tả quân Lê Văn Duyệt. Lăng Lê Văn Duyệt có tên chữ là Thượng Công Miếu, tục gọi là Lăng Ông, là khu đền và mộ của tả quân Lê Văn Duyệt. Hiện tọa lạc tại số 1 đường Vũ Tùng, có cổng Tây tại số 126 đường Lê Văn Duyệt, phường 1 quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Lăng Ông rộng hơn 18.000m2, nằm trên một gò đất cao giữa 4 con đường Lê Văn Duyệt, Phan Đăng Lưu, Trịnh Hoài Đức và Vũ Tùng, kế bên chợ Bà Chiểu. Do vị trí này nên người dân quen gọi Lăng Lê Văn Duyệt là Lăng Ông, Bà Chiểu, tức là Lăng Ông nằm ở Bà Chiểu. Tuy nhiên mới nghe qua, rất nhiều người từ nơi khác đến đã nhầm rằng đây là lăng thờ một ông và một bà tên Chiểu. Cũng có ý kiến cho rằng, thuở xưa, vì lệ kiêng cự tên nên người dân ít khi gọi thẳng tên Lăng Lê Văn Duyệt, chỉ gọi là Lăng Ông Bà Chiểu. Kiến trúc lăng từ cổng tham quan vào, nhà bia, lăng mộ, miếu thờ, trong tất cả các lăng mộ ở khắp vùng Sài Gòn Gia Định, chưa có lăng mộ nào so được với Lăng Lê Văn Duyệt về mặt bề thế, kỳ vĩ, cũng như về mặt tâm linh, được nhân dân sùng bái, nhang khói mỗi ngày. Nhiều câu chuyện đầy tính kỳ bí cũng xuất phát từ nơi đây. Trong nhiều câu chuyện kể về Nam Bộ có chi tiết, Lê Văn Duyệt từng hiện ra trong giấc mơ của Nguyễn Trung Trực, lãnh tụ phong trào chống Pháp ở Nam Bộ trong thập niên 60 của thế kỷ 19 và chỉ dẫn ông cách đánh bại kẻ thù. Hiện nay khu lăng mộ có khuôn viên rộng với nhiều cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi, nên nhiều người thường chọn đến đây tham quan, tập thể dục và thư giãn.